Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng đến với một cái background màu khác. Và như các bạn biết thì mình thì là chỉ rất thích màu đen. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ đổi background sang màu hơi hồng một chút, bởi vì đây nó là cái bàn thôi, không có gì cả. Đấy. Bởi vì tựa game này thì cũng không to lắm, đó chính là U Lầy. Mã 40.000 và đây là bản mở rộng lên. Chắc là bản mở rộng mới nhất. Thì cái này chắc là vẫn của PUBG VN và có thể chơi từ 2 đến 10 người, tức là đã mở rộng lên rất là nhiều rồi. Đấy, chúng ta cùng đến với phần bên trong đi nhá. Rồi. Trong này. Luật. Ban đây, đây là gì ta? Chương trình khách hàng thân thiết. Quyền lợi thành viên. Mua hoàn tiền. 1 2 2 3 3 4. À, tức là các cái ngày như thế này sẽ được hoàn tiền thì vậy. Đấy. Rồi, đây là tờ luật của các cái lá bài. Đây, như các bạn thấy thì nó sẽ có là lầy, lội và lên. Thì mình đã giới thiệu lầy lội rồi, bây giờ chỉ còn lên thôi, đúng không? Trước tiên chúng ta cùng xem chút là về cái luật nhá. Xem nào, chúng ta sẽ có là luật chơi này. Đấy. Phải chơi kèm với lầy và có lội thì càng tốt. Rồi, trước trò chơi thì rút quân, xong rồi ai lớn nhất thì đi đầu. 6 lá. Bốc lá như lá khởi đầu giống Uno. Ok. Cách chơi vẫn vậy nhá. Luật combo cộng 2 cộng 4 có thể dò dồn vào nhau. Ok. Rồi. Tân đá bài. Lên này. Up là từ up. Đây lá bài có số cao hơn lần trước thì nó giống cái lá up ở trong cái bộ Uno mở rộng hồi xưa bản fake á. Đấy. Thì bốc hô sai thì bốc hai lá này, không đánh được nữa thì bốc bài bằng số lên hiện tại. Tại sao lại hô sai ta? Không biết luôn ạ. Lọt hố, nếu bốc trúng ngay lập tức bỏ lá này đi và bốc ba lá mới, đúng là lọt hố. Sổ số này có một lá, tất cả người chơi loại trừ bạn cháo lên nữa. Thế nếu mà hai người cùng số thì sao? Ui gắt thế nhở. Giảm tốc độ, tất cả người chơi có ít bài trên tay nhất mất hai lượt. Ok, có vẻ hay. Có họa cùng chịu này, chọn người chơi có lá bài ít hơn bạn, người đó bốc bài cho đến khi. Ok, ngon. Rồi cái sức mạnh tất cả người chơi bốc hai lá, lá này đánh ra dễ ăn đầm lắm đấy. Khoan đã, nốt rồi, nốt hầu ạ. Nếu một người chơi đánh ra lá cùng trên tay, bạn có thể đánh lá này ra, người chơi đó giành chiến thắng. À, tức là được, có nó sẽ chống Uno rất là hay. Mèo giống mứt à, giống mứt luôn. Khi lá bài này phải là đánh cuối cùng, bạn phải giữ lá bài bí mật này trên tay. Một người chơi có thể đoán người chơi khác đang cầm này trên tay. Nếu đoán sai bốc 5 lá, nếu đoán đúng người này. À, tức là khi mà người đấy còn một lá trên tay thì người khác sẽ đoán, nếu đoán sai thì bốc 5 lá. Còn nếu mà đoán đúng thì cái người đang cầm lá này bốc 5 lá. Ok, chia ngọt xẻ bùi. Một người chơi, người đó bốc bài còn bạn bỏ bài cho đến khi bài của hai người bằng nhau. Hoặc bài người đó nhường bạn một lá, ví dụ này. Một người bốc, một người bỏ. Tuyệt vời. Rồi ta cùng xem hình hài của nó như thế nào nhá. Mình cũng hoài toàn các lá đen thôi hả? Mèo giấu mất sổ số. Khoan đã, cái này lỗi nè, lỗi này chắc là do khâu cất lên này, chia ngọt xẻ bùi này, hoặc hố này, đoàn kết là sức mạnh này, giảm tốc độ, có hạn thì chịu. Ok, và đó là tất cả các lá bài của mở rộng lên của U Lầy.
Vậy thì các bạn thấy cái mở rộng này như thế nào? Mình thấy thì nó cũng có vẻ là khá là hay cho việc chơi. Với cái mở rộng này nó khiến cho lượng bài đen tăng lên khá là nhiều, mười mấy lá ấy, quên mất rồi. Ừ, trong này không có là bao nhiêu lá luôn ạ. À đây, 14 thẻ và tờ hướng dẫn, thế nên là cái tỷ lệ đánh ra được lá bài đen nó rất là cao. Thì mình thấy là cái mở rộng này khi các bạn chơi cùng với lầy và lội, nó sẽ tạo nên khá là nhiều nghiệp chướng và nó khiến cho bạn được các bạn tẩy chay trong một thời gian rất là ngắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau nhé. Bye bye.